Cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Nga đạt cột mốc tổn thất khủng khiếp về lực lượng Tổng thống Zelensky báo tin vui, lực lượng UAV tầm tấn công 1.500 km đã sẵn sàng tấn công Nga. Hẻ lộ cách Ukraine điều phối vụ tấn công bằng tên lửa Atakames vào Crimea Cận cảnh HIMARS mang đạn chùm tấn công cùng quân Nga ở mặt trận Zaporizhia, bộ bên Nga liên tiếp gục ngã. Ông Putin nhận thêm một cú đánh mới từ đồng minh thân cận. Serbia đã giúp đỡ Ukraine rất nhiều sau lưng Nga. Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đưa tối hậu thư cho Nga về vấn đề Ukraine. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HGD News. Kính thưa quý vị, theo số liệu mới nhất từ Kiev, Nga đã mất hơn 8.000 xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, cho thấy chi phí tiếp tục cao của cuộc chiến đối với thiết bị và quân đội của Moscow. Trong bản cập nhật vào hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã mất 8 xe tăng so với ngày hôm trước, nâng tổng số lên 8.009 chiếc kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cột mốc 8.000 được Kiev công bố vào hôm thứ Bảy, khi biết trong 24 giờ trước đó, Nga đã mất 14 xe tăng. Con số thiệt hại chính xác rất khó xác định, vì cả hai bên đều muốn giữ kín con số thực. Newsquid đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận về con số mới nhất của Kiev. Tuy nhiên, các ước tính khác tiếp tục cho thấy tổn thất thiết bị của Nga ở mức cao, chẳng hạn như Oris, một trang web sử dụng hình ảnh hoặc video để làm bằng chứng, mặc dù với điều kiện là số lượng thiết bị thực sự của Nga bị phá hủy cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, tính đến ngày thứ Bảy, tổng số xe tăng Nga bị tổn thất theo Oris là 3.153, trong đó, 2.129 chiếc bị tiêu diệt, 157 chiếc bị hư hại, 350 chiếc bị bỏ lại và 517 chiếc bị Ukraine bắt giữ. Theo quý vị, viện nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS có trụ sở tại London cho biết vào tháng 2 năm 2024 rằng tổng thất xe tăng của Nga đã vượt quá 3.000 và số lượng xe tăng Nga bị tổn thất ở Kiev thường tăng lên trong các trận chiến kéo dài hoặc các cuộc tấn công phối hợp vào các vị trí của Ukraine. Hôm thứ Tư, Ukraine cho biết tổn thất về pháo binh của Nga đã vượt quá 14.000 chiếc và trong khi đó, tổn thất về phía quân Nga vẫn tiếp tục ở mức cao. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy cho biết Nga đã mất 1.110 quân so với con số 1.110 của ngày hôm trước, ngày thứ Chín liên tiếp. Con số này lên tới 1.000 quân, tổng số thiệt hại của Nga, theo Kiev, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương là 533.090 người tính đến ngày thứ bảy và hôm thứ Sáu tuần trước, một dự án của cơ quan truyền thông độc lập Nga Mediazona cùng với BBC Russia đã xác nhận tên của 56.858 binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến tranh, tăng 2.677 trong 3 tuần qua. Dự án nhấn mạnh rằng con số này được lấy từ các nguồn công cộng như bài đăng trên mạng xã hội, báo cáo tin tức địa phương và cáo phó, do đó chỉ cung cấp một phần bức tranh về những thiệt hại thực sự con số thực sự là cao hơn rất nhiều. Số liệu của họ cũng cho biết 3.600 sĩ quan đã thiệt mạng, trong đó 424 người có cấp bậc trung tá trở lên. Trung tướng Oleg Sokov, phó tư lệnh quân khu phía nam của Nga, là quan chức cấp cao nhất thiệt mạng cho đến nay. Các nhà phân tích cũng cho biết ít nhất 11.463 tù nhân Nga đã thiệt mạng ở mặt trận phía đông của Ukraine. Tổng thống Zelensky báo tin vui, lực lượng UAV tầm tấn công 1.500 km đã sẵn sàng tấn công Nga. Khoảng cách 1.500 km không còn là vấn đề đối với máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine, SBU. Chúng tấn công hơn 30 nhà máy lọc dầu, nhà ga và kho chứa dầu ở Nga. Điều này được Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố khi chúc mừng các binh sĩ của trung tâm chiến dịch đặc biệt A thuộc SBU nhân kỷ niệm 30 năm thành lập của họ vào ngày 24 tháng 6 Người đứng đầu nhà nước cho biết Trung tâm Chiến dịch đặc biệt A thực sự là một trong những đơn vị chiến đấu tốt nhất ở Ukraine. Tổng thống nhấn mạnh, kết quả chiến đấu của các bạn có tác động tích cực đến tất cả các trận chiến chiến lược của cuộc chiến này, từ phòng thủ của Kiev đến dọn sạch biển đen khỏi kẻ thù, từ các trận chiến ở khu vực Kharkov và Donetsk đến các chiến dịch đặc biệt ở vùng nội địa chiến lược của lãnh thổ đối phương. Ông Zelensky nhắc lại rằng, cho đến nay, hơn 30 nhà máy lọc dầu, nhà ga và kho chứa dầu của quốc gia khủng bố đã bị tấn công. Tổng thống khẳng định, đối với máy bay không người lái SBU, ngay cả khoảng cách 1.500 km không còn là vấn đề. Cùng với những thành công của cuộc tình báo và lực lượng vũ trang của chúng ta, đây là những kết quả rất ấn tượng, đưa cuộc chiến này gần hơn đến sự kết thúc công bằng đối với Ukraine và đảm bảo trách nhiệm thực sự, hữu hình, đau đớn đối với Nga cho tất cả những gì đã thực hiện chống lại Ukraine. Gần đây, thì hai nhà máy dầu ở Nga đã bị tấn công bằng máy bay không người lái của SBU, các kho dầu ở thành phố Azov, vùng Rostov và một kho dầu ở quận Temryuk của lãnh thổ Krasnodar. Hello, cách Ukraine điều phối vụ tấn công bằng tên lửa ATX-M vào Crimea. Theo truyền thông Nga, một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea bằng tên lửa AJM xảy ra vào ngày 23 tháng 6, được cho là do một máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của không quân Mỹ điều phối. Avia Pro đưa tin, cuộc tấn công bằng tên lửa ATX-M vào Sevastopol gây ra thiệt hại và thương vong đáng kể, được hỗ trợ bởi máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Thông tin này đến từ dữ liệu do các nhà quan sát và nguồn tin quân sự cung cấp. Trang tin Aviabro cũng đề cập, máy bay không người lái RQ-4B đã bay cách Yotar của Crimea khoảng 200 km về phía nam trong thời điểm trên. Ngay trước khi các tên lửa mang đạn chùm bắn trúng các mục tiêu ở Sevastopol, RQ-4B đã tắt bộ đáp radar tạm thời, làm phức tạp thêm các nỗ lực phát hiện và theo dõi nó. Aviabro kết luận rằng, Hành động này đã dẫn đến nhiều câu hỏi và nghi ngờ hơn nữa về sự tham gia của chiếc máy bay không người lái này trong việc điều phối cuộc tấn công. Ukraine hiện có thể sử dụng vũ khí của Mỹ không chỉ trong phạm vi gần khu vực Kharkov, mà còn trên khắp các khu vực tiền tuyến, nơi nước này phải đối mặt với các mối đe dọa. Sự cho phép này của Mỹ là rất quan trọng đối với Ukraine, đặc biệt là khi Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự gần khu vực Sumy, hơn nữa nga cũng đã xây dựng nhiều sân bay giả chiến gần biên giới ukraine từ đó máy bay có thể tấn công các mục tiêu của ukraine cố vấn an ninh quốc gia mỹ jack sullivan giải thích trên pbs rằng thỏa thuận sử dụng vũ khí giữa mỹ và ukraine hiện bao gồm bất kỳ nơi nào lực lượng nga vượt qua biên giới tiến vào ukraine để giành thêm lãnh thổ ukraine Ngày 31 tháng 5, Đức và Mỹ đã xác nhận Ukraine có thể sử dụng vũ khí do hai nước này cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công được phát động trong lãnh thổ mà Nga nhắm vào vùng Kharkov của Ukraine. Ông Sullivan giải thích lý do đằng sau quyết định này không phải về địa lý, mà là về lẽ thường. Nếu Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công từ lãnh thổ của mình, thì Ukraine có thể tấn công các lực lượng đó qua biên giới là điều hợp lý. Tuy nhiên, thì Ukraine chưa thể sử dụng vũ khí của Mỹ để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa. Tượng cảnh Hoi mang đạn trùng, tấn công cụm của Nga ở mặt trận Zaporizhia, bộ binh Nga liên tiếp gục ngã. Lực lượng Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường để nhắm mục tiêu vào quân đội Nga, với video về các cuộc tấn công có mục đích được lan truyền rộng rãi. Là một phần trong hỗ trợ quân sự cho Kiev, Mỹ đã cung cấp khoảng 20 HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao cho Ukraine, giúp chiến trường của nước này chống lại sự xâm lược của Nga. Các hệ thống này có thể phóng đạn chùm M30 GMLRS, hệ thống tên lửa phóng loạt có hướng dẫn tài khoản X Ukraine Battle Map, nơi cung cấp thông tin cập nhật về cuộc xâm lược toàn diện của Nga, đã đăng một đoạn video dài 2 phút được quảng cáo là bằng chứng trực quan về lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn chùm chống lại lực lượng Moscow. Newsweek vẫn chưa thể xác minh đoạn phim và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine về đoạn video. Tính đến sáng thứ hai, đã nhận được hơn 118.000 lượt xem lấy bối cảnh bài hát Ziri của ban nhạc rock của Ý Magneskin. Đoạn clip cho thấy những gì trông giống như cảnh quay bằng máy bay không người lái về các vụ nổ trên một cánh đồng và một người lính Nga được đồng đội mang trên cán tới một phương tiện. Lần đầu tiên trong một cuộc chiến có video xác nhận Ukraine sử dụng tên lửa GMLRS đang chùm HIMARS M30 chống lại binh sĩ Nga. Tài khoản Battlemap cho biết bên cạnh đoạn clip được đăng tải vào hôm chủ nhật, nó cho biết cuộc tấn công diễn ra khoảng 23 km từ tiền tuyến ở phía nam gần Bershag, vùng Zaporizhia vào một nhóm ít nhất 7 binh sĩ Nga và có thể một chiếc xe. Bài đăng được chia sẻ bởi những người dùng X khác, bao gồm cả Trend Telenko, người đăng bài về cuộc chiến. Ông viết, đây là màn trình diễn trên chiến trường của đạn chùm M30 GMLRS trên đạn đơn nhất đầu đạn thay thế M31A1. Đây là đạn phân mảnh có khả năng sát thương kém hơn đầu đạn chùm có cùng khối lượng. Và luôn luôn như vậy, Talenko nói thêm, Ukraine Battle Map trước đó đã đăng vào ngày 5 tháng 6 về vị tên lửa M30, trong đó Mỹ có kho dự trữ dưới 1.950 chiếc đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Belgorod Thành phố ở miền Tây nước Nga giáp với biên giới Ukraine này là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đình công xuyên biên giới. Army Certification com mô tả cuộc tấn công có chủ đích cách đây 3 tuần là sự phát triển đáng chú ý về chiến thuật và khả năng quân sự đang được sử dụng trong khu vực. Hãng tin này cho biết M30 GMLRS dài 13 feet, nặng 676 pound, có 404 quả đạn con M101 phân tán trên một khu vực rộng và cung cấp khả năng quan trọng cho chiến tranh hiện đại, đặc biệt là thực hiện các cuộc tấn công chính xác trên khoảng cách xa. Trong khi đó, kênh Astra Telegram cho biết Ukraine đã sử dụng HIMARS tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk vào hôm 22 tháng 6, trong đó có tòa nhà cục biên giới FSB. Ông Putin nhận thêm một cú đánh mới từ đồng minh thân cận. Serbia đã giúp đỡ Ukraine rất nhiều sau lưng Nga. Sau khi hãng thông tấn Financial Times đăng tải tài liệu scandal về nguồn cung cấp vũ khí rất lớn của Serbia vào Ukraine, tờ Commerce của Nga đã tiến hành một cuộc điều tra riêng và đưa ra những kết luận đáng kinh ngạc người Nga phát hiện ra rằng Serbia đã tăng cường sản xuất vũ khí đáng kể và các nhà máy quốc phòng của nước này đã chuyển sang làm việc 3K để sản xuất vũ khí xuất khẩu sang Ukraine. Các nhà báo Nga đã đưa tin này trong một bài báo vào ngày 24 tháng 6, trích dẫn nguồn tin riêng của họ ở Belgrade. Serbia không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà hoạt động thông qua nước thứ ba tuy nhiên chính quyền của nước này biết rất rõ rằng vũ khí đang được cung cấp chính xác cho ukraine nhưng họ không can thiệp vào việc này dưới bất kỳ hình thức nào mà ngược lại họ thúc đẩy gia tăng sản lượng vì nhận ra lợi ích thương mại trong hai năm chiến tranh vừa qua, Kiev đã nhận được số vũ khí trị giá 800 triệu euro từ Belgrade. Hơn nữa, chính quyền nước này không che giấu sự thật rằng họ mong đợi kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Các nhà báo của Kommersant đã liên hệ với chính quyền Nga để bình luận. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Zaharov đã bày tỏ sự không hài lòng với những gì đang diễn ra. Ông ấy nhấn mạnh, nếu người Serbia biết rằng thậm chí thông qua nước thứ ba, vũ khí cũng sẽ được chuyển đến Ukraine, thì đây không thể được coi là một bước đi thân thiện. Hơn nữa, các nhà báo lưu ý riêng rằng sau khi bắt đầu chiến tranh, chính quyền Serbia đã liên tục tuyên bố ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và bỏ phiếu tại Liên hợp quốc về một số nghị quyết lên án hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine. Ngoài trưởng nga cáo buộc phương tây đưa tối hậu thư cho nga về vấn đề Ukraine hầu hết các động thái của phương tây kể từ khi nga bắt đầu cuộc chiến ở ukraine chẳng khác nào một tối hậu thư cho moscow bao gồm cả những nỗ lực của nga nhằm giải quyết chiến sự ngoại trưởng nga sergei lavrov nhận định với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp belarus Ông Lavrov nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus Sergei Alenik rằng điều đó bao gồm triển vọng cho một giải pháp chính trị và ngoại giao vốn đã bị phá hoại theo các yêu cầu của Anh vào tháng 4 2022 cùng với sự mở rộng đáng kể tầm hoạt động của các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình của Ukraine. Ông Lavrov nói với báo giới rằng chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai, phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng, đó là chưa kể tới việc ông Zelensky cấm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga. Ông Lavrov cho hay, Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến việc Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 14 tháng 6 đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực và mang tính xây dựng về tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương Tây đã không đưa ra phản hồi thực chất. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại